xin qua đường và chọn thời điểm thích hợp, có ít xe qua lại, nhìn trái, tránh phương tiện cơ giới, nhìn phải, nhìn chiều bên phải tới, đi thẳng đến giữa đường quay sang nhìn trái phải, phương tiện cơ giới từ bên phải tới. Với người đi xe đạp, với những học sinh đi xe đạp nhé, tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ đối với người đi xe đạp. Điều khiển xe trên làn đường bên phải trong cùng, tuân thủ đi chỉ dẫn của đèn tín hiệu nếu như ở phố, hoặc nếu như ở mình thì chúng ta sẽ đi đúng làn đường bên phải. Quan sát trước khi di chuyển hay là sang đường thì chúng ta cũng thực hiện như người đi bộ, là chúng ta cũng phải nhìn bên trái, bên phải và giơ tay để chúng ta xin sang đường. Cô lưu ý là trẻ dưới 16 tuổi này, như học sinh của trường mình, của học sinh trường tiểu học, là chúng ta được điều khiển, không được điều khiển xe máy hay là xe đạp điện. Với các bạn được bố mẹ đưa đi học này, các em nghe nhé, trẻ từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô 2 bánh này, xe mô tô 3 bánh này, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm. Khi bố mẹ đi đến cổng trường, các em sẽ tự giác xuống xe và đi bộ vào trong lớp, không để bố mẹ nai vào trong lớp hay dẫn em vào trong lớp. Cô tin rằng với ý thức trách nhiệm của những người học sinh của trường tiểu học Hiệp Hòa chúng ta ngày hôm nay thì các em sẽ thực hiện được tốt, mà còn là những tuyên truyền viên xuất sắc đến ông bà, cha mẹ của chúng ta. Vì vậy, ngày hôm nay cô có đem đến một số câu hỏi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về luật an toàn giao thông. Các em đồng ý không nào? Các em nghe nhé. Câu thứ nhất này, theo em, để đảm bảo an toàn giao thông khi đi bộ, em cần chú ý điều gì? A. Cùng các bạn đi dàn hàng ngang trên đường để người lái xe dễ quan sát thấy. B. Đi bộ trên hè phố, lề đường hoặc sát mép đường phía bên phải và luôn chú ý quan sát các phương tiện giao thông. C. Đi bộ dưới lòng đường hoặc sát mép đường phía bên trái và luôn chú ý quan sát các phương tiện giao thông. Nào các em cho cô biết xem đáp án nào nào. Đây cũng thấy ở lớp 2 cũng đông bạn dơ lắm. Đủ 16 tuổi. B.
đủ 15 tuổi, C đủ 14 tuổi. Chúng ta